nếu chúng ta kết hợp một chiếc máy bay chiến đấu phản lực tàng hình và một máy bay trực thăng tấn công và bỏ chúng xuống nước thì chúng ta sẽ được gì? Theo Juliet Marine System của New Hampshire thì chúng ta sẽ có Ghost. Ghost là một con thuyền nhỏ tấn công tàng hình, là một điều kỳ diệu trong tương lai. Để đạt được kết quả tàng hình ở trên biển không phải là một công việc đơn giản. Theo nguồn tin trích từ American Military News cho biết, tàu tàng hình với biệt danh Ghost do công ty Julius Marine Systems chế tạo là một công ty tư nhân của Mỹ được đặt ở Fort Smith, New Hampshire, có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của Hải quân Mỹ trong tác chiến. Với sự phát triển của hệ thống radar và sonar tân tiến vượt trội, Ghost sẽ hạn chế tối đa tín hiệu radar nên phát hiện chúng sẽ là một việc rất khó. Khả năng tàng hình giúp cho nó gần như biến mất trên radar. Việc ghost không có từ tính và khó phát hiện bằng thiết bị siêu âm giúp cho chúng trở thành phương tiện lý tưởng cho việc xâm nhập và trinh sát các khu vực thuộc lãnh thổ của đối phương. Đây là sự kết hợp giữa máy bay chiến đấu tàng hình và những công nghệ trực thăng tấn công. Juliet là một trong những công ty hiếm hoi tự bỏ tiền đầu tư, nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm phục vụ cho hải quân Mỹ khi ngũ giác đài chưa từng cam kết mua hàng. Nhà phát minh Gregory Sanscoff đã quyết định tập trung vào các tàu thủy nhỏ sau vụ tấn công USS Cole năm 2000. Với một số khủng bố trong một chiếc thuyền nhỏ cùng chất nổ trị giá 500 mỹ kim đã làm cho 17 thủy thủ thiệt mạng trên một con tàu trị giá hàng tỷ mỹ kim. Cùng bản báo cáo dài 630 trang của Hải quân Hoa Kỳ về một cuộc tập trận có tên là Juliet Nơi hải quân tấn công một lực lượng tàu địch nhỏ, tốc độ cao, sau 2 ngày thì hải quân mô phỏng là đã phải chịu hơn 20.000 thương vong. Nhưng cuộc tập trận thử thách đã kiểm tra khả năng của quân đội Hoa Kỳ trong tương lai 5 năm, đã cho thấy một lỗ hổng quan trọng trong hệ thống phòng thủ của hải quân Hoa Kỳ, dù cho con tàu có thể có bao nhiêu hỏa lực hay áo giáp thì ít nhất có thể là một trong số lớn bầy thuyền nhỏ có thể xuyên thủng hàng phòng thủ và gây thiệt hại lớn. Và có các nước đang chú ý như Iran. Senkov thu thập thông tin về kỹ nghệ hàng hải bao gồm tàu đua, thủy phi cơ và ngư lôi với tốc độ cao. Hải quân Mỹ thường không sử dụng nhiều tàu nhỏ vì phần lớn các hoạt động quân sự diễn ra ở những vùng biển sóng to gió lớn năm 2007 thì Sankoff thành lập Juliet Marine Systems, được đặt tên theo cuộc tập trận của hải quân và đã truyền cảm hứng cho ông, và bắt đầu làm việc trên một con tàu bằng gỗ dán ở Fort Smith, New Hampshire. Vào tháng 10 năm 2009 thì Sankoff đã nhận được một lá thư của United States Patent and Trademark Office với lời giới thiệu từ Văn phòng Nghiên cứu Hải quân thi hành lệnh bảo mật cấm Juliet Morin sáng chế hoặc nói về kỹ nghệ của mình. Lệnh này bí mật đã được dỡ bỏ vào năm 2011. Năm 2009 thì cơ quan nghiên cứu dự án tiên tiến quốc phòng bày tỏ sự quan tâm đến việc tài trợ cho Ghost. Senkov đã từ chối việc này để giữ quyền sáng chế. Vào năm 2014 thì Senkov tuyên bố rằng ông nhận thức được sự e ngại của Bộ Quốc phòng khi làm việc với các công ty khởi nghiệp. Vào tháng 9 năm 2014 thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho phép các cuộc thảo luận về bán hàng quân sự với nước ngoài với năm hàng về Ghost. Ghost được bán trên thị trường như là một phương tiện bảo vệ các tàu thương mại chống lại các cuộc tấn công của cướp biển. Có thể mang theo hàng ngàn thao vũ khí, bao gồm cả ngư lôi Mark 48 trong khoang vũ khí bên trong và có thể kết hợp nhiều hệ thống vũ khí có khả năng bắn vào nhiều mục tiêu cùng một lúc. Cũng có thể phục vụ như là một phương tiện vận chuyển quân, lén lút đến các bãi biển của đối phương hoặc nhanh chóng và hiệu quả để đưa người và vật liệu đến và đi từ các địa điểm như giàn khoan dầu ngoài khơi. Tàu này có một số kỹ nghệ đáng chú ý, có thể đưa vào chiến tranh trên mặt nước lên cấp độ cao hơn. Trên thực tế nó có thể đổi mọi thứ về ngành hàng hải và sự hiểu biết về tàu có người lái và không người lái. Chiếc tàu tàng hình tấn công nhanh này là một con tàu thay đổi áp suất nhanh chóng dưới nước, có khả năng đạt được ma suất thân tàu ít nhất là 900 lần so với một tàu thủy thông thường. Điều này sẽ mang lại cho nó một lợi thế chiến lược trong việc tránh radar của đối phương, đặc biệt là mức độ cao thiết bị điện tử ở dưới nước và các phương pháp phát hiện sớm khác. Hệ thống lướt sóng giúp cho nó dễ dàng di chuyển trên mặt nước. Trong một lần thử nghiệm mới, thì con tàu Ghost đã thể hiện khả năng di chuyển cực nhanh với vận tốc là 50 hải lý, tương đương với 95 km một giờ. Chúng có khả năng chống lại các cuộc tấn công ở trên biển từ các tàu có tốc độ cao của đối phương. Cuộc tấn công khủng bố bằng thuyền nhỏ hoặc là chống cướp biển. Ghost được thiết kế để giải quyết mối đe dọa quốc tế ngày càng tăng của các cuộc tấn công trên biển, dưới nước hay là cướp biển. Việc áp dụng kiến thức khoa học này phù hợp với việc bảo vệ lực lượng hạm đội, hoạt động đặc biệt, tình báo, giám sát, mục tiêu, chỉ huy, kiểm soát và phát hiện, với giá khoảng 10 triệu Mỹ Kim cho mỗi chiếc thuyền. Con tàu gồm 3 cấu trúc chính, Ghost, được sử dụng một thân tàu phao kép, được gọi là thân tàu đôi, khu vực thủy phi cơ nhỏ. Hai thân tàu hình ống nổi, có thể di chuyển và bộ phận chỉ huy nằm trên mặt nước, được nối liền bởi hai thanh chống, dài 12 feet, khoảng 3.6 mét, chống thân tàu để nâng tàu chính lên khỏi mặt nước. Điều này cho phép Ghost đạt tốc độ là 33 hải lý một giờ, tức là khoảng 38 dặm một giờ. Ngay cả khi phải đối mặt với sóng cao khoảng 8 feet hay là 2.4 m. Khoang tàu chính dài 38 feet, tức là khoảng 11.5 m, nằm trên một cặp thanh chống cao 12 feet, khoảng 3.6 m. Khi di chuyển sẽ đẩy khoang tàu lên trên mặt nước như tàu cánh ngầm. Thanh chống xoay ở chân đế có thể nâng lên và hạ xuống tùy theo độ sâu của nước. Trong khi ngừng hoặc là đi qua vùng biển nước nông có thể được mở rộng sang một bên. Ở đầu của mỗi thanh chống, một ống dài 62 feet, tức là khoảng 18.8 mét, chứa một động cơ turbine khí 2.000 mã lực, quay hai cánh quạt gắn ở phía trước. Với kính trắng đạn dày 2 inches, nặng khoảng 2.600 pounds. Thiết bị này có khả năng di chuyển nhờ điều khiển từ xa, theo nhà sản xuất thì chiến hạm tàng hình Ghost với thủy thủ đoàn khoảng 3 người, một phi công, một sĩ quan vũ khí và một kỹ sư tàu. Khoang tàu đủ chỗ cho 18 binh sĩ hay là 90 hỏa tiễn, hoặc là các vũ khí đa năng giống như là một máy bay trực thăng tấn công. Ghost có thể mang xuống Garland, hỏa tiễn Griffin, khiến cho nó trở thành một đối thủ đáng gờm. Nó dễ dàng xâm nhập sâu vào vùng biển của đối phương nhờ khả năng tàng hình. Hai động cơ giống như ngư lôi ở dưới nước giúp cho Ghost di chuyển, làm giảm ma sát và tạo ra độ ổn định khi lướt. Chiếc máy bay độc đáo này còn được trang bị động cơ phản lực có khả năng tự nhô lên khỏi mặt nước. Theo Business Insider thì hệ thống vũ khí tích hợp ở trên tàu có khả năng bắn nhiều mục tiêu trong khi đang di chuyển ở tốc độ cao vì có thể lướt sóng mà không lắc lư nên độ chính xác của các loại vũ khí mà Ghost sở hữu cao hơn so với các tàu tiêu chuẩn cùng một cỡ. Ghost được thiết kế như một tàu tuần tra ven biển tầm xa cho các vị trí địa lý như eo biển Hormuz, eo biển Malacca, biển Đông, vịnh Eden, Hàn Quốc và Đài Loan. Ghost có một phạm vi tầm xa để hoàn thành các nhiệm vụ và tuần tra trong các khu vực này. Ghost có thể được sử dụng bởi Coast Guard và các lực lượng an ninh khác để tuần tra, cấp cứu và các hoạt động chống ma túy. Ghost nặng khoảng 40.000 pounds và tháo rời thành 3 thành phần chính. Nó có thể được chở trên một chiếc máy bay C17 và sau đó được ráp lại chỉ trong 24 giờ. Nó có thể được di chuyển bằng đường sắt hoặc là đường xa lộ, cũng như có thể vận chuyển bằng tàu hoặc là sàn tàu LPD, LSD hoặc là LHD. Ghost cũng có thể ra biển từ xà lan. Ghost được sử dụng động cơ sản xuất năng lượng bằng khí loại hàng không, cung cấp cho 10.000 giờ hoạt động. Tất cả các thành phần chính được đặt dưới nước để bảo vệ khỏi tầm nhắm của đối phương. Ghost có khả năng vận hành không người lái và đưa chiến binh vào trận chiến. Với thiết kế và kỹ nghệ của nó, đã tạo cho Ghost là một con tàu có một không hai. Business Insider đã đặt tên cho con tàu này là một trong 19 vũ khí thay đổi trò chơi nhiều nhất trong thế kỷ thứ 21.